gần nhất về, nhưng hệ pháp binh lúc này chỉ có mình hệ pháp binh. Hắn có được quyền lực và thân phận tối cao thì cũng có trách nhiệm phải gánh vác vụ việc này. Điều này Vương Bảo Nhạc cũng biết, hắn hiểu đây chính là chức trách của mình. Đây đúng là nỗi vất vả của học thủ, cần phải bỏ thời gian của mình ra để phục vụ cho người khác. Vương Bảo Nhạc vừa cảm khái vừa nhanh chóng kể rõ tình hình với cha mẹ mình ngay trong đêm. Dù cho cha mẹ hắn không nỡ đi chăng nữa thì cũng biết con của mình đã lớn rồi. Thế nên cũng lập tức tiễn hắn ra sân bay. Bởi vì cách khi khai giảng còn hơn 10 ngày cho nên khí cầu của đạo viện Phiêu Miễu vẫn còn chưa tới. Vương Bảo Nhạc lại phải quay về đạo viện với tốc độ nhanh nhất, cho nên chỉ có thể đi khí cầu nhỏ loại thường để về đạo viện Phiêu Miễu. Mặc dù giá khá đắt đỏ, nhưng khoản này sẽ do đạo viện Phiêu Miễu chi trả toàn bộ, cho nên Vương Bảo Nhạc vội vàng mua vé của chuyến bay sớm nhất. Sau đó bước lên khí cầu trong ánh mắt tiễn đưa lưu luyến của cha mẹ mình. Nửa canh giờ sau khí cầu cũng bay lên. Loại khí cầu nhỏ dùng để di chuyển qua lại giữa các thành trì này đương nhiên không an toàn bằng khí cầu lớn của đạo viện Phiêu Miễu, nhưng chỉ cần không gặp phải chuyện gì đặc biệt nghiêm trọng thì đều không sao cả. Dù sao thì tất cả khí cầu đều được kiểm tra định kỳ để đảm bảo đường bay được ổn định. Lúc này Vương Bảo Nhạc ngồi ngáp dài trong khoang thuyền của khí cầu. Hơn một tháng xả hơi chỉ ăn với ngủ cũng khiến hắn trở nên lơi lỏng. Lúc này hắn dụi mắt nhìn cảnh đêm ở bên ngoài cửa sổ. Tốc độ bay của khí cầu nhỏ nhanh hơn một chút, nhưng cũng phải chừng 5 ngày mới tới được. Nghĩ tới đây, Vương Bảo Nhạc nằm dài trên giường của mình, mơ màng ngủ say. Một đêm lặng lẽ trôi qua, sáng ngày thứ hai, Vương Bảo Nhạc đi ra khỏi khoang thuyền vươn vai thả lỏng, đưa mắt nhìn những hành khách khác trên khí cầu. Chiếc khí cầu này cũng không có nhiều hành khách lắm, tính cả hắn thì có mười mấy người. Trong đó có 7-8 người rõ ràng là thương nhân qua lại làm ăn. Những người khác thoạt nhìn đều là người thường. Có 2-3 người tuổi xem hắn. Có một người cũng khá béo. Sau khi nhìn thấy Vương Bảo Nhạc thì anh béo kia còn nhiệt tình thăm hỏi nữa. Sau khi bắt chuyện hỏi han vài câu, Vương Bảo Nhạc đi vào trong nhà hàng. Sau khi ăn no căng xong thì chán quá nên đứng dựa ở bong thuyền ngắm nhìn phong cảnh bên dưới. Tốc độ của khí cầu loại nhỏ này nhanh thật. Xem cảnh vật thế này thì chắc là sắp sửa đến rừng mưa Trì Vân rồi đây. BN nhìn những dãy núi lướt nhanh bên dưới, thầm nghĩ tới cái di tích mà cha mình đã nói. Đáng tiếc bây giờ thực lực của mình còn chưa đủ, không thì mình cũng muốn tới di tích đó xem thử. Vương Bảo Nhạc lắc đầu đầy tiếc nuối, hắn biết rõ ở giữa nơi hoang dã tồn tại vô số mãnh thú, dù hôm nay mình đã đến bổ mạch cảnh đi chăng nữa thì tỷ lệ bỏ mạng vẫn rất cao. Như đoàn khảo cổ của cha hắn vậy, mỗi lần đi đều có hơn cả trăm người, lại thêm vô số người đi theo bảo vệ nên mới an toàn được. Vương Bảo Nhạc hiểu rõ, trừ phi là tìm nhiều người cùng đi thì mới được, nhưng hắn lại không muốn để kẻ khác biết được chuyện về di tích. Lúc này hắn thở dài, định đợi khi mình đến bổ mạch đại viên mãn xong thì sẽ chuẩn bị thêm một mớ pháp khí với đan dược rồi đến đây tìm hiểu cho ra nhé. Trong lúc Vương Bảo Nhạc tính toán như thế, định quay về khoang thuyền nghỉ ngơi thì đột nhiên hắn lại để ý thấy khoảng không phía trước thoát cái lại xuất hiện một màn sáng phủ xuống từ trên cao. Màn sáng màu đen này có phạm vi chừng nửa dặm, tựa như một cục sắt khổng lồ trực tiếp chặn đứng ngay trên đường bay của khí cầu. Màn sáng này xuất hiện quá nhanh, lại quá sức bất ngờ cho nên khí cầu không thể tránh kịp. Trong nháy mắt khi Vương Bảo Nhạc trợn to hai mắt thì khí cầu đã đâm sầm vào đó. Một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên. Khí cầu rung lắc cực mạnh. Chuyện gì thế này? Các ngươi lái khí cầu kiểu gì thế? Chuyện này đến quá bất ngờ cho nên cũng khiến cho không ít người có mặt trên khí cầu kêu la oai oái. Cũng trong nháy mắt khi mọi người la hét thì phần đầu của khí cầu nứt ra sau cú tông quá mạnh vừa rồi. Tốc độ nứt vỡ lan ra quá nhanh do khi nãy khí cầu va mạnh trong lúc lướt đi với tốc độ cao. Lúc này có vô số mảnh vỡ ẩn chứa sức mạnh kinh người xé gió văng ra. Tựa như có vô số ngôi sao băng bắn vào các nơi khác. Có nhiều chỗ trực tiếp bị xuyên thủng. Vương Bảo Nhạc biến sắc. Có một mảnh vỡ nhỏ cũng lao vun vút qua ngay bên cạnh hắn. Tốc độ cực nhanh cùng với gió mạnh do nó tạo ra lướt qua khiến làn da của hắn tê rát. Thậm chí nếu không phải nhờ hắn bám dịt lấy lan can thì hắn đã bị chấn động mạnh hất văng đi từ đời nào rồi. Chuyện gì thế này? Đồng tử của Vương Bảo Nhạc co rụt lại. Trong lòng dấy lên bao cơn sóng to gió lớn. Tất cả xảy ra quá nhanh. Từ khi màn sáng màu đen kia xuất hiện tới lúc khí cầu đâm vào nó rồi vỡ ra chỉ có vài giây mà thôi. Hắn còn chưa kịp phản ứng thì gần như đã lướt qua cái chết rồi. Cũng may là bản thân của chiếc khí cầu này cũng khá chắc chắn. Mà màn sáng kia cũng không phải hoàn toàn ngưng thực cho nên không xảy ra cảnh tượng khí cầu bị đụng nát hoàn toàn. Nhưng dù là thế thì chấn động nó gây ra vẫn rất kinh người. Mà bản thân của khí cầu cũng đâm sầm vào màn sáng nó. Bị kẹp cứng ngắc không thể bay ra được. Bị ngừng lại đột ngột trong trạng thái tốc độ cao nên lực quán tính nó sinh ra khiến cho tất cả mọi người trong khí cầu đều bị hất văng lên rồi ngã ra đất. Cùng lúc đó cũng có tiếng chuông cảnh báo chói tai vang lên khắp khí cầu. Tấn công! Có kẻ địch tấn công! Một số thuyền viên và hộ vệ trong khí cầu đều biến sắc. Lục tục bò dậy nhìn chằm chằm tình hình với vẻ căng thẳng và sợ hãi. Nhưng sau khi nhìn rõ ràng thì bọn họ đều nín thở, trong mắt ánh lên vẻ tuyệt vọng. Những hành khách trong khoang thuyền cũng hoảng sợ vô cùng, tuy có run rẩy nấp qua một bên, nhưng vẫn có người lao ra khỏi phòng nhìn quanh quẩn, sau đó toàn thân run rẩy thất thanh kêu to. Đây là không tặc. Khí tức của Vương Bảo Nhạc có phần hỗn loạn, loại sự cố này còn chân thật hơn so với khảo hạch mộng cảnh lúc trước nhiều lắm. Hắn cũng nhìn thấy xung quanh lúc này có đến 5 chiếc khí cầu đang bao vây bọn họ. 5 chiếc khí cầu này có màu đỏ rực tựa như màu máu. Bên trên còn vẽ hình hải tặc có vẻ vô cùng đáng sợ. Bọn họ nhanh chóng đến gần chiếc khí cầu bị mắc kẹt kia. Nếu chỉ như thế thì có lẽ còn khả năng chống trả một chút. Nhưng sau khi 5 chiếc khí cầu này đến gần thì có đến 17-18 gã áo đen nhảy ra. Mỗi tên đều phát ra sát khí dày đặc. Rõ ràng đều đã tắm máu qua. Nhất là vẻ tàn nhẫn và lạnh lùng ở trong mắt của bọn chúng khiến cho người ta nhìn thấy mà giật mình. Mỗi tên đều phát ra tu vi bổ mạch, thậm chí có vài tên còn là bổ mạch đại viên mãn. Những hộ vệ trên khí cầu lập tức tuyệt vọng, còn những hành khách kia thì bắt đầu khóc lóc. Cái bóng chết chóc nháy mắt đã bao trùm tất cả mọi người. Chúng tôi là công ty hàng không Nông Lâm. Một người đàn ông trung niên phụ trách khí cầu run rẩy đứng ra mở miệng, nhưng hắn vừa nói được bấy nhiêu đã bị một gã áo đen khác ngắt lời. Cầm miệng. Sau khi những gã áo đen này đáp xuống thì bắt đầu nhìn quanh khắp nơi như đang tìm kiếm cái gì đó. Thỉnh thoảng còn lấy thẻ ngọc ra so sánh gì đó. Nhất là sau khi nhìn thấy anh béo tuổi tác xem với Vương Bảo Nhạc thì ánh mắt của chúng sáng lên. Nhưng sau khi so sánh xong thì lại nhíu mày. Cảnh này khiến cho Vương Bảo Nhạc nheo mắt lại, tim đập dồn, cảm thấy không ổn lắm. Hắn biết rõ đây không phải khảo hạch trong mộng cảnh. Tất cả mọi điều đang diễn ra đều là thật. Lúc này mạng sống của hắn đang bị uy hiếp. Cho nên hắn không chút do dự đút cổ tay vào trong tay áo. Đè lên vòng tay chữ vật lấy một thanh phi kiếm ra. Sau khi giấu thanh phi kiếm trong tay áo xong thì Vương Bảo Nhạc ra vẻ hoảng sợ, thân thể run rẩy, thấy rõ đám người kia tìm kiếm một lúc cuối cùng cũng trông thấy mình. Nhất là sau khi nhìn thấy hắn thì ánh mắt của đám kia sáng rực lên, sát khí nháy mắt tăng cao, thậm chí còn không thèm nhìn những kẻ khác lấy một cái, nhanh chóng bổ nhào về phía mình. Lúc này Vương Bảo Nhạc đã hiểu đám này đúng là đang tìm mình. Đúng là thằng nhãi này rồi. Trong đám áo đen đó có kẻ cười lạnh bước tới, trong nháy mắt thì đám áo đen xung quanh đã bộc phát ra tốc độ bổ mạch cảnh, mang theo sát khí dữ dội nhào tới chỗ Vương Bảo Nhạc. Vương Bảo Nhạc căng thẳng ngừng thở. Khi đám áo đen đó tới gần thì bàn tay giấu dưới tay áo khẽ đảo một cái. Phi kiếm biến mất, thay vào đó là cái loa công suất siêu lớn do hắn luyện chế ra. Vương Bảo Nhạc cầm lấy cái loa đưa lên miệng, định bụng chơi liều. Gân xanh trên trán nổi lên, dùng hết sức hét một tiếng thật to. Lũ chúng bây mới là nhãi con. Tiếng hét này quá lớn, mà công suất khuếch đại của cái loa pháp khí do hắn chế tạo ra lại cực kỳ lớn. Lúc này Vương Bảo Nhạc giống to như thế, lại được nó đề cao tần suất nên chẳng khác gì tiếng sấm đánh ngang tai, thậm chí còn sinh ra cả sóng âm. Gã áo đen cách Vương Bảo Nhạc gần nhất mở to hai mắt gào lên một tiếng, màng nhĩ lập tức bị thủng, toàn thân văng ngược ra sau tựa như bị đánh mạnh. Đám áo đen khác cũng bị sóng âm ảnh hưởng, nặng thì hộc máu, nhẹ thì cũng choáng váng đầu óc, loạng choạng dừng lại. Dù Vương Bảo Nhạc có chuẩn bị trước nhưng cũng thấy u tai. Nhân lúc bọn chúng dừng lại, hắn thấy rõ trên những chiếc khí cầu còn lại vẫn có rất nhiều kẻ áo đen lục tục xuất hiện. Thế là hắn nín thở, cắn chặt răng, thân thể nhoáng một cái quyết đoán xoay người nhảy qua lan can kế bên, rơi thẳng xuống bên dưới. Chết tiết! Nhìn thấy Vương Bảo Nhạc lại nhảy xuống không chút do dự như thế, đám áo đen thứ hai vừa nhảy xuống từ mấy khí cầu khác biến sắc, vội chạy tới hòng ngăn cản, nhưng tất cả đã quá muộn. Từ khi Vương Bảo Nhạc lấy cái loa ra hét lên rồi la lên đến lúc quyết đoán nhảy xuống khỏi khí cầu đều vô cùng dứt khoát không chút chùn chân, khiến cho đám áo đen trên khí cầu đều lộ ra vẻ ngưng trọng mãnh liệt. Khi bọn họ chạy đến chỗ Vương Bảo Nhạc đã nhảy xuống, khi nãy nhìn xuống thì bóng dáng Vương Bảo Nhạc đã rơi tít xuống dưới, ẩn ẩn còn có thể trông thấy Vương Bảo Nhạc ngẩng đầu lên, trong mắt lộ ra vẻ lạnh lùng. Ánh mắt này khiến cho đám áo đen đó không khỏi run thầm. Tất cả những gì Vương Bảo Nhạc làm đã vượt xa dự liệu của bọn họ. Theo như bọn họ thấy thì Vương Bảo Nhạc chỉ là một thiếu niên mà thôi, nhưng chính thiếu niên này lại khiến cho bọn họ khiếp sợ tận 2 lần. Đầu tiên là trưng ra vẻ mặt sợ hãi hoảng hốt khiến đám áo đen đầu tiên lơi là cảnh giác. Khi bọn chúng chủ quan cho rằng thắng lợi đã nằm chắc trong tay mà bước lên thì Vương Bảo Nhạc lại đột nhiên lấy pháp khí ra, dựa vào sóng âm bộc phát, trực tiếp khiến một kẻ trọng thương. Đám khác thì lùi lại, tranh thủ chút tiên cơ cho chính mình. Thủ đoạn thế này những kẻ thiếu niên bình thường khó mà làm được. Điều này cần phải tỉnh táo phán đoán và nắm chắc thời cơ. Điều khiến cho những kẻ áo đen này giật mình nhất chính là khi nhóm áo đen xuất hiện thì Vương Bảo Nhạc lại lựa chọn nhảy xuống. Phải biết rằng ngay cả những kẻ áo đen này cũng không dám nhảy xuống từ độ cao này, nhưng Vương Bảo Nhạc lại dám nhảy. Thậm chí nếu đổi lại là người khác thì bảo đảm sẽ do dự trước lúc nhảy, dù sao thì lúc này khí cầu phải cách mặt đất không dưới mấy ngàn trượng. Độ cao cỡ này, nếu đổi lại là cường giả chân tức cảnh thì có lẽ còn sống nổi, Nhưng đối với cổ võ cảnh, nếu như không có thủ đoạn gì thì nhất định sẽ là cửu tử nhất sinh. Nhưng từ đầu chí cuối Vương Bảo Nhạc lại không hề do dự chùn bước, từ điểm này có thể nhìn ra được Vương Bảo Nhạc cũng là kẻ tàn nhẫn với chính bản thân mình. Mà rõ ràng đây chính là cách duy nhất để tìm đường chạy thoát vào lúc này. Tên này liều thật, hắn mới không tới 20 tuổi. Nếu như cho hắn thời gian để trưởng thành thì tương lai nhất định sẽ là một kẻ sát phạt quyết đoán. Ban đầu ta còn đang bực mình không biết tại sao bên kia lại đòi giết gã thiếu niên này cho bằng được. Giờ thì ta đã hiểu rồi. Tên nhóc này còn dám nhẫn tâm với chính bản thân mình như thế, đối với kẻ thù nhất định còn ác hơn nữa. Trước sau hơn 30 tên áo đen đứng trên khí cầu đều vô cùng giật mình. Sau khi nhìn nhau một cái thì đồng loạt nhìn về phía một lão già trong nhóm áo đen thứ hai. Lão già này cũng mặc quần áo giống như những kẻ khác, duy chỉ có trên tay phải có đeo một cái bao tay màu đen. Cái bao tay này thoạt nhìn như được làm từ kim loại, trông rất kỳ lạ. Đôi mắt của lão ta vô cùng lạnh lùng, lại rất đỗi uy nghiêm. Rõ ràng chính là người cầm đầu của đám người này. Tên Vương Bảo Nhạc này không thể giữ lại được, hôm nay dù thế nào cũng phải lấy thủ cấp của hắn, đuổi theo đi. Lão già kia lạnh giọng hạ lệnh, đám áo đen xung quanh lập tức nhao nhao tuân lệnh, không thèm ngó đến lũ hành khách đang run như cầy sấy ở bên kia, lũ lượt chui về khí cầu của mình rồi đuổi theo. Mà lúc này, Vương Bảo Nhạc đang rơi thẳng xuống bên dưới không kịp suy nghĩ xem vì sao đám áo đen đó lại muốn giết mình. Suy nghĩ duy nhất trong đầu hắn hiện giờ chính là đang điên cuồng tính toán tốc độ rơi xuống của mình cùng khoảng cách với mặt đất. Lại dựa theo tính toán của mình mà liên tục cố gắng điều chỉnh, đổi hướng thân thể. Tất cả đều nhờ vào hắn thường xuyên thôi diễn tính toán công thức hồi văn cho nên mặc tính toán cũng tiến bộ không ít. Giảm sóc, mình cần phải có 9 lần giảm sóc đổ lên. Áp lực quá mạnh khiến cho Vương Bảo Nhạc khó mà hít thở được. Lúc này thân thể của hắn dường như bị đè nặng, trước mắt cũng dần tối sầm lại. Nhưng hắn vẫn cắn chặt răng, cố gắng khiến cho đầu óc của mình rõ ràng hơn. Sau vài giây, hắn vung tay phải thật mạnh, trong tay lập tức xuất hiện một cái ấn. Đây chính là một trong số những pháp khí mà hắn đã luyện chế ra. Lúc này lấy ra xong thì hắn lập tức rót linh lực trong pháp khí không chút do dự. Chọn cách đảo lộn hồi văn tạo thành linh bôi ở bên trong, khiến cho chúng kích phát không thuận và phát nổ. Nếu là người khác thì khó mà làm được như thế này. Nhưng số pháp khí này vốn do chính tay Vương Bảo Nhạc luyện chế ra. Mỗi một đạo hồi văn bên trong đều xuất hiện trước mắt hắn, lại thêm hiểu rõ về kết cấu của nó. Thế là cái ấn trong tay Vương Bảo Nhạc nhanh chóng phát sáng rồi bị Vương Bảo Nhạc ném xuống bên dưới. Sau đó ầm một tiếng, trực tiếp nổ tung ngay bên dưới. Dù Vương Bảo Nhạc không bị ảnh hưởng trực tiếp từ vụ nổ nhưng cũng bị chấn nhẹ tới mức khóe miệng trào máu, nhưng tốc độ của hắn lúc này cũng được giảm bớt phần nào. Vương Bảo Nhạc cắn răng, trong mắt lóe lên vẻ tàn nhẫn, hắn lại liên tục lấy pháp khí ra căn đúng thời gian cho nổ thêm một cú nữa. Thế là tốc độ của hắn rốt cuộc cũng được hãm lại, đồng thời vị trí rơi xuống cũng dần dần được điều chỉnh. Lúc này hắn không còn rơi xuống phần bình nguyên bên dưới nữa, mà hướng về một sơn cốc ở giữa các vách núi. Trong chớp mắt khi thân thể của hắn sắp va vào vách đá, dù hắn đã lợi dụng mấy lần nổ mạnh để hãm tốc độ lại nhiều, nhưng lực trùng kích vẫn rất mạnh, nhất là khi bên dưới lại lắm loạn thạch dày đặc. Với tốc độ này mà nện xuống thì thân thể nhất định sẽ tan nát, lập tức bỏ mạng. Trong lòng Vương Bảo Nhạc cũng hiểu rõ điều này cho nên gần như trong nháy mắt sắp va vào thì hắn hét lớn một tiếng, mầm mống thôn vệ trong cơ thể điên cuồng bộc phát ra ngay trong nháy mắt này. Dưới sự kích thích của linh lực trong cơ thể cùng với bản năng sinh tồn điên cuồng trào ra, mầm mống thôn vệ trong cơ thể của hắn lại phát ra lực hút cực hạn đối với vách đá kế bên. Lực hút này quá mạnh, mà tốc độ của Vương Bảo Nhạc cũng cực nhanh. Như thế lại tạo nên một cảm giác kéo mạnh và cảm giác đau đớn dữ dội khiến cho Vương Bảo Nhạc đau đớn thét lên, tựa như thân thể sắp bị xé toạc ra. Nhưng tất cả đau đớn đều đáng giá, tốc độ của hắn nhờ vào mấy đợt giảm sóc trước đó và lực hút này kéo lại cho nên rốt cuộc cũng đã hoàn toàn chậm lại. Thân thể hắn rốt cuộc cũng hoàn toàn ổn định lại khi ở cách mặt đất không tới 10 trượng. Dù cuối cùng vẫn ngã xuống đất, nhưng ngay lúc này chức năng bảo hộ của đạo bào học thủ và vòng tay chữ vật của hắn đều bộc phát, khiến cho Vương Bảo Nhạc nện thẳng xuống nhưng thương thế cũng không nặng lắm. Hắn chỉ phun ra một búng máu tươi, sau đó lập tức bò dậy, nhanh chóng lao vút đi men theo con đường nhỏ ở vách núi chứ không dám dừng lại. Một đường nhanh chóng bỏ chạy khiến Vương Bảo Nhạc thở hồng hộc, hắn biết rõ nguy hiểm vẫn chưa hết. Đây không phải loại khảo hạch mà hắn gặp phải lúc trước, đây thật sự là nguy cơ sống chết. Đám người áo đen đó rất hùng hổ, nếu như không nhìn thấy thi thể của mình thì chúng nhất định sẽ không bỏ qua. Bọn chúng là ai? Tại sao lại muốn giết ta chứ? Sao bọn chúng lại biết ta đi trước khí cầu này nữa? Vương Bảo Nhạc siết chặt nắm đấm, dù sao thì hắn cũng chỉ là một thiếu niên, lúc này hắn đang cố nén sợ hãi và hoảng sợ, thử mở nhẫn truyền âm ra để cầu cứu. Nhưng hắn lại phát hiện nhẫn truyền âm không có tín hiệu, tất cả khiến cho chút hy vọng nhỏ nhoi trong lòng hắn biết mất. Lúc này trong mắt hắn dần lộ ra vẻ điên cuồng, hắn hiểu ra nhất định là đối phương đã bày ra cái bẫy này từ lâu, bằng không sẽ chẳng chu toàn được như thế. nhất định là có liên quan với tin thông báo bảo mình quay về đạo viện. Lúc này trên mặt Vương Bảo Nhạc lộ ra vẻ liều mạng, hắn biết rõ lúc này có suy nghĩ mấy chuyện đó cũng vô dụng, muốn chạy trốn cũng không được. Hiện nay chỉ có chính bản thân mình mới cứu được mình, như vậy thì chỉ có thể phản kích mà thôi. Vương Bảo Nhạc cắn răng, dùng tốc độ tối đa chạy men theo con đường nhỏ đó chạy ra khỏi vách núi. Trong lúc chạy hắn còn lấy đan dược ra uống, cảm giác được vết thương dần khỏi, hô hấp của hắn cũng trở nên dồn dập hơn. Mình phải tỉnh táo, không được sợ, phải tỉnh táo lại. Vương Bảo Nhạc liên tục hít sâu điều chỉnh hô hấp, mặc dù trong lòng vẫn còn run sợ, nhưng hắn cũng nhanh chóng bình tĩnh lại. Đám người này muốn giết mình đến như vậy, thậm chí còn xuất động cả mấy chiếc khí cầu và gần 30 tên, trên khí cầu không biết liệu còn nữa hay không. Bọn chúng đông người, lại còn có cả bổ mạch đỉnh phong, nếu như chỉ có một người thì mình còn dám đánh, nhưng người đông như thế thì mình nhất định sẽ chết. Nhưng mình cũng có ưu thế riêng ấy chính là có khá nhiều pháp khí. Mặc dù mình không thể dễ dàng điều khiển những pháp khí này vì bản thân không phải chân tức, nhưng nếu phối cùng việc điều chỉnh hồi văn thì vẫn có thể đánh một trận. Mình phải tách bọn chúng ta, không thể để bị bao vây được. Hơn nữa không thể ra nơi trống trải. Rừng, mình phải tiến vào rừng mới được. Nghĩ tới đây, Vương Bảo Nhạc ngẩng phát đầu dậy, sau khi nhìn ra được phương hướng thì hắn nhanh chóng chạy thẳng đến chỗ rừng mưa Trì Vân ở phía xa. Trong nháy mắt khi hắn vừa chạy tới và lao vào trong khu rừng thì cũng kịp nghe thấy tiếng khí cầu xé gió truyền tới từ phía xa. Hắn dừng chân quay đầu lại nhìn thì lập tức trông thấy 5 chiếc khí cầu kia đang nhanh chóng bay tới. Muốn giết ta à? Vậy thì phải xem các ngươi có bản lĩnh này hay không. Vương Bảo Nhạc giống như một con dã thú đã bị dồn tới chân tường, toàn thân phát ra một cỗ lệ khí. Hắn xoay người lại chạy sâu vào bên trong rừng mưa. Không bao lâu sau khi hắn chạy vào bên trong rừng mưa, 5 chiếc khí cầu kia cũng đã bay tới trên không trung của rừng mưa Trì Vân. Bởi vì khu vực chỗ này không tiện, rừng mưa có vô số đại thụ che trời, cành lá đan sen rậm rạp che khuất tầm nhìn, cho nên 5 chiếc khí cầu lơ lửng trên trời cũng mất đi ưu thế của mình. Nhưng sau đó chúng lại nhanh chóng tản ra 5 hướng, sau đó có 20 gã áo đen lần lượt đáp xuống, tạo thành xu thế bao vây, bắt đầu truy sát. Nhất định phải tìm cho bằng được Vương Bảo Nhạc, không cần bắt sống, nhìn thấy thì lập tức giết chết. Mặt đất trong rừng mưa Trì Vân này quanh năm ẩm ướt, lại nhiều ao đầm, có vô số con rết khổng lồ dài hơn 1 thước và rất nhiều rắn độc, ngoài ra nó còn có rất nhiều hung thú ẩn hiện. Có thể nói, dù chỉ là vòng ngoài của rừng mưa Trì Vân cũng đầy nguy hiểm. Mặc dù Vương Bảo Nhạc chưa từng bước vào đó thật sự, nhưng mộng cảnh khảo hạch lúc trước vốn đã mô phỏng vô cùng chân thật. Thậm chí có rất nhiều chi tiết hoàn toàn là dựa vào cảnh tượng thật sự để làm ra. Cho nên từ mức độ nào đó mà nói thì Vương Bảo Nhạc cũng có thể coi như khá quen thuộc với nơi này. Lúc này toàn thân hắn chìm hẳn vào nước bùn dưới mặt đất, miệng ngậm đan dược giải độc, cố nén cảm giác khó chịu khi chìm trong nước bùn, không dám nhúc nhích, chỉ có đôi mắt và lỗ mũi là lộ ở ngoài để quan sát tình hình chung quanh. Không bao lâu sau, trái tim của Vương Bảo Nhạc bắt đầu đập nhanh, có một gã áo đen xuất hiện trước mặt hắn. Gã áo đen nọ đi khá nhanh, vừa chạy vừa tìm kiếm khắp nơi, nhất là trong tay còn cầm một món pháp khí dạng khay tròn nữa. Sau khi nhìn thấy món pháp khí trong tay của gã áo đen kia, đồng tử của Vương Bảo Nhạc co rụt lại. Mặc dù hắn không biết thứ đó là gì, nhưng thân là học sinh của hệ pháp binh, lại còn là tam bảng học thủ, chỉ dựa vào bề ngoài hắn cũng có thể đoán sơ ra đây là pháp khí dạng tìm kiếm hoạt động dựa vào loại ba động nào đó. Dù sao thì một khi cổ võ đến phong thân thì có thể phong bế toàn bộ khí tức, nên loại máy dò tìm dựa vào nhiệt độ cũng mất tác dụng. Duy chỉ có loại pháp khí tìm kiếm dựa vào ba động này là có thể phát huy được hiệu quả trong hoàn cảnh này mà thôi. Trong nháy mắt khi nhìn thấy cái pháp khí này thì trong lòng Vương Bảo Nhạc lập tức kêu to không ổn, hắn không kịp suy nghĩ quá nhiều, trực tiếp lao ra khỏi nước bùn. Gần như trong nháy mắt khi hắn lao ra thì gã áo đen vừa rồi hãy còn rất đỗi bình thường đột nhiên bổ nhào lên. Cơ hồ là cùng lúc Vương Bảo Nhạc nhảy ra thì hắn ta cũng đánh mạnh xuống chỗ mà lúc nãy Vương Bảo Nhạc vừa ẩn thân. Ầm một tiếng, chỗ Vương Bảo Nhạc ẩn thân trực tiếp bị đánh nổ tung tóe. Nếu như hắn phản ứng chậm một chút thôi, nếu hắn vẫn còn ở chỗ đó thì nhất định đã bị đánh lòi phèo rồi. Lúc này Vương Bảo Nhạc lao ra trước một bước, trong mắt lộ ra vẻ hoảng sợ, xoay người muốn bỏ chạy. Vương Bảo Nhạc, gã áo đen nọ thấy mình thất bại thì cười lạnh bay thẳng tới chỗ Vương Bảo Nhạc, tu vi bổ mạch được phóng thích hoàn toàn, tốc độ bộc phát, nháy mắt đã đuổi theo sát, giơ tay lên túm một cái. Nhưng cũng trong nháy mắt khi hắn chộp trúng Vương Bảo Nhạc thì sau lưng của Vương Bảo Nhạc đột nhiên lại trào ra một cỗ lực hút vô cùng kinh người. Lực hút này cực mạnh, khiến cho gã áo đen biến sắc, thân thể lại bị hút mạnh lảo đảo về phía trước một bước. Chỉ là một bước thôi, nhưng đối với Vương Bảo Nhạc mà nói thì bấy nhiêu đã quá đủ rồi. Thân thể của hắn đột nhiên chuyển động, trong mắt lúc này không có vẻ kinh hoàng gì hết. Thay vào đó là vẻ dữ tợn và sát khí điên cuồng khi bị kẻ khác đuổi giết. Ngươi muốn giết ta chứ gì? thế thì ta sẽ cho ngươi được chết. Vương Bảo Nhạc gầm nhẹ, đột nhiên giơ tay phải lên, trong lúc gã áo đen nọ đang bị lực hút kiềm chế, thân thể mất cân bằng thì Vương Bảo Nhạc chộp lấy cổ tay của gã, trực tiếp bẻ rắc một cái. Không đợi gã áo đen kia thét lên, Vương Bảo Nhạc đã thuận thế nhào tới sau lưng của gã ta, giơ tay bịt kín miệng của gã lại, gân xanh trên trán nổi lên, hô hấp dồn dập, bẻ cổ của gã một cái thật mạnh. Răng rắc một tiếng, đồng tử của gã áo đen nọ mở to, thân thể run rẩy vài cái rồi sụi lơ. Xung quanh rất yên ắng, chỉ có tiếng hít thở dồn dập của Vương Bảo Nhạc mà thôi. Nhưng tay của Vương Bảo Nhạc vẫn bịt kín miệng của đối phương. Mãi cho tới hơn 10 giây sau thì hắn mới dần buông ra, mặt cắt không còn một giọt máu, ngơ ngác nhìn thi thể của gã áo đen ở trong ngực mình. Mình giết người rồi. Vương Bảo Nhạc thì thào, thân thể run rẩy, nhưng trong mắt lại dần xuất hiện một cỗ hung ác tựa như đã được kích phát sau khi hai tay vấy máu. Nói đúng hơn thì vẻ ngoan lệ lúc trước cũng chỉ là một thiếu niên mạnh mồm thôi, nhưng nay thì đã khác. Hồi lâu sau hắn mới ngẩng đầu lên, ở trong rừng mưa tối om này, trong mắt của hắn dần lóe sáng, khi in cho toàn thân hắn dần lộ ra một tia uy hiếp. Vương Bảo Nhạc im lặng lấy hết toàn bộ đồ đạc trên người của gã áo đen kia. Nhìn cái la bàn tìm kiếm nọ thì chỉ thấy bên trên tối thui, rõ ràng chỉ có cách đặc biệt nào đó mới có thể mở được, bản thân mình không thể dùng được. Mấy cách đặc biệt này có cái là cần vân tay, cái thì quét võng mạc, có cái thì dựa vào khí tức máu huyết, thậm chí là ba động linh khí, giống như mật mã vậy. Vương Bảo Nhạc nheo mắt lại, nhìn cái pháp khí tìm kiếm nọ rồi nhét nó vào vòng tay chữ vật, sau đó lại lấy ra 7-8 cái ấn pháp khí nho nhỏ. Sau khi đã điều chỉnh chúng nó lại một chút thì giấu vào trong quần áo của thi thể. Sau khi ngẫm nghĩ lại thì hắn lại bố trí thêm một số phi kiếm ở bùn lầy xung quanh. Đợi điều chỉnh hồi văn của chúng thành loại có thể tạo ra phản ứng dây chuyền thì hắn mới rời đi, biến mất giữa những tán cây cối xung quanh. Không bao lâu sau thì có 3 gã áo đen nhanh chóng chạy tới nơi này. Sau khi đến nơi thì bọn chúng lập tức trông thấy đồng đội đã bỏ mạng. Ai nấy đều biến sắc vội vàng rụt lại cảnh giác xung quanh. Sau khi xác định không có tung tích của Vương Bảo Nhạc thì bọn chúng lại nhíu mày đến gần thi thể, muốn xem thử vết thương chí mạng là gì. Nhưng có một gã trong số đó rất kỹ tính nên giữ chặt đồng bọn lại, tay phải giơ tay đánh mạnh ra một chưởng, hất rách quần áo trên người thi thể kia, lộ ra vài cái ẩn nhỏ đã trở nên đỏ ngầu ở bên dưới lớp quần áo. Dường như đã bị chưởng phong kích thích cho nên mấy cái ấn nhỏ đã bị Vương Bảo Nhạc chỉnh lại hồi văn lập tức nổ tung, uy lực cực mạnh trực tiếp khiến thi thể kia nổ tan xác. Đúng là âm độc. Tên Vương Bảo Nhạc này đúng là độc ác mà. 3 tên đều hít sâu một hơi, cảm thấy may mắn vì ban nãy không có tới gần. Nhưng đúng lúc này đột nhiên lại có hơn 10 thanh phi kiếm chui ra từ bùn lầy xung quanh bọn chúng, tốc độ cực nhanh. Bởi vì 3 tên kia còn đang hoảng sợ thì vụ nổ do mấy cái ấn nhỏ kia gây ra cho nên căn bản không kịp phản ứng. Sắc mặt đột biến, sau đó là tiếng kêu la thảm thiết truyền ra. Hơn 10 thanh phi kiếm bay tới xuyên thẳng qua thân thể của cả 3 gã. Tiếng kêu thảm của bọn chúng phát ra trước khi chết đã truyền khắp khu rừng mưa yên tĩnh này, khiến cho khá nhiều gã áo đen khác nghe thấy đều biến sắc, đồng loạt nhìn qua. Vương Bảo Nhạc cũng nghe thấy tiếng của bọn chúng, bước chân của hắn không hề dừng lại. Hắn vẫn cong eo nép sát xuống lớp cỏ cây bên dưới, cẩn thận tiếp cận một gã áo đen trung niên khác ở trước mặt mình. Trong nháy mắt khi gã áo đen này bị tiếng hét thảm của đồng bọn làm giật mình, ngẩng đầu nhìn lên thì trong mắt Vương Bảo Nhạc lóe lên hàn quang, đang định nhào lên. Nhưng hắn chợt chú ý tới cỏ cây xung quanh có phần vặn vẹo thì hắn lập tức biến sắc, muốn lùi lại nhưng đã muộn mất rồi. Thằng nhãi, mày mắc mưu rồi. Gã áo đen kia nhe răng cười, xung quanh Vương Bảo Nhạc lập tức có 6 đạo thân ảnh đột nhiên xuất hiện tạo thành tư thái bao vây nhào tới chỗ Vương Bảo Nhạc. Một tên trong số đó cầm một hạt châu, chính là hạt châu này đã tạo thành ảo cảnh nào đó che giấu thân ảnh của 6 người bọn chúng. Giết! Tính cả gã áo đen trung niên kia nữa thì tổng cộng có 7 tên. Lúc này chúng lần lượt lấy pháp khí ra. Tu vi bổ mạch bộc phát tựa như tạo thành khí huyết ba động ở khu vực này, ập thẳng tới chỗ Vương Bảo Nhạc. Nguy cơ ngay trước mặt cho nên Vương Bảo Nhạc cũng liều mạng, tốc độ tăng nhanh, trực tiếp phóng tới chỗ gã áo đen trung niên. Đồng thời tay phải còn giơ lên, lập tức có hơn 10 cái ấn nhỏ pháp khí bị kích phát toàn bộ và bắn mạnh ra xung quanh, khiến cho đám xung quanh không thể không dừng lại ngăn cản. Trong mắt Vương Bảo Nhạc lóe lên vẻ hung tàn, lực hút từ mầm mống thôn vệ trong cơ thể cũng bộc phát. Lúc gã áo đen trung niên kia biến sắc thì Vương Bảo Nhạc đã túm được ngón tay của đối phương bẻ thật mạnh. Tiếng kêu thảm thiết vang ra từ trong miệng của gã áo đen trung niên nọ, nhưng gã ta cũng là kẻ bán mạng cho nên không thèm quan tâm tới ngón tay bị bẻ kia mà vẫn nhào về phía Vương Bảo Nhạc. Vương Bảo Nhạc lách mình, chơi liều để hắn đâm sầm vào bả vai mình rồi túm lấy cổ tay của đối phương, bẻ mạnh cổ tay của gã một cái. Liên tục xuất thủ khiến cho gã áo đen này đổ mồ hôi. Lúc này gã ta gầm lên định giãy giụa, nhưng tốc độ của Vương Bảo Nhạc lại quá nhanh. Động tác như mây trôi nước chảy, trực tiếp giơ chân lên đá vào hạ bộ của gã này. Một cước này dùng sức rất mạnh, Trong tiếng bốp vang dội thì gã áo đen trung niên nọ phát ra tiếng hét thảm trước nay chưa từng có, bị đá bay ra xa mấy trượng. Lúc rơi xuống đất hắn vẫn còn rắt họng len la, lăn lộn kêu rên trên mặt đất giống như sống không bằng chết. Cảnh này khiến cho 6 tên còn lại đều hít sâu một hơi, nhìn Vương Bảo Nhạc mà thấy sởn gai óc. Mà Vương Bảo Nhạc lúc này cũng không hề ngừng lại, trong mắt lóe lên hàn quang, hắn ta vung quay, mớ ấn nhỏ pháp khí ban nãy bị ném ra giống như bị điều khiển, trực tiếp bay đến nện thẳng vào một tên trên. Cùng lúc đó, Vương Bảo Nhạc lại vất tay lên lần nữa, lần này thì đột nhiên có hơn 10 thanh phi kiếm bay thẳng tới chỗ mấy gã còn lại. Phi kiếm có tốc độ quá nhanh, số lượng lại nhiều, đám gã áo đen kia chỉ có thể né tránh, nhưng vẫn có 2 tên bị phi kiếm đâm trúng, mặc dù không chết nhưng cũng bị thương nặng. Nhờ cơ hội này, Vương Bảo Nhạc lại tăng tốc tới gần một tên trong số đó, liều mạng hứng chọn đòn tấn công của gã sau lưng, miệng trào máu tươi, trực tiếp tiến tới bẻ gãy cổ tay của gã nọ rồi đá một cước y hệt thế vào hạ bộ của gã ta. Chuyện thám hiểm. Lại có thêm một tiếng kêu thảm thiết nữa truyền lên, khóe miệng Vương Bảo Nhạc có máu tươi trào ra liên tục. Gã tấn công Vương Bảo Nhạc từ phía sau cũng phải biến sắc, đang định lùi lại thì sau lưng của Vương Bảo Nhạc lại truyền tới lực hút cực mạnh khiến cho thân thể của hắn bị khựng lại. Trong nháy mắt, gương mặt dữ tợn của Vương Bảo Nhạc lúc này đã xuất hiện lù lù trước mặt gã. Chết đi! Vương Bảo Nhạc gầm lên, trực tiếp tung ra một quyền vào ngực của gã ta, có tiếng răng rắc vang lên, lại thêm một tên bỏ mạng. Tất cả diễn ra quá nhanh, từ khi bọn chúng bao vây cho tới lúc Vương Bảo Nhạc bùng nổ đánh chết 3 tên thì chỉ trong vòng vài giây mà thôi. 4 gã còn lại thì vô cùng hoảng sợ. Rõ ràng bọn chúng thật sự không ngờ Vương Bảo Nhạc lại hung tàn tới mức này. Nhưng bọn chúng cũng là những kẻ giết chóc thành quen, nên lúc này đều quắc mắc móc pháp khí ra tấn công Vương Bảo Nhạc. Vương Bảo Nhạc nheo mắt lại, phất tay một cái, những chiếc ấn nhỏ và phi kiếm kia cũng lao ra vun vút, đồng thời thân thể cũng nhanh chóng lao lên đối mặt với 4 gã kia. Nửa nén nhang sau, khi Vương Bảo Nhạc ôm ngực nuốt ngực máu tươi trong miệng xuống nhanh chóng rời khỏi đây thì sau lưng hắn có tổng cộng 7 cái xác đang chìm dần vào trong bùn lầy. Nếu như đủ thời gian thì có lẽ Vương Bảo Nhạc sẽ không bị thương nặng như thế. Chỉ là hiện giờ những trận chiến của hắn và lũ áo đen kia đều cần phải tốc chiến tốc thắng. Một khi kéo dài quá lâu thì nhất định sẽ bị đám áo đen khác kéo tới. Cho nên Vương Bảo Nhạc nhất định phải thừa nhận một vài cái giá lớn khi muốn phản kích. Như 4 gã sau cùng ban nãy vậy. Bọn chúng nhào tới lúc gần chết khiến cho Vương Bảo Nhạc cũng bị thương không nhẹ dù có pháp khí hộ thân. Lúc này khí tức của hắn có phần hỗn loạn, cong lưng chạy nhanh giữa các lùm cây bụi cỏ. Vừa lấy một nắm đan dược ra nuốt vội vào, vừa nhanh chóng kiểm tra chỗ đồ lại trong vòng tay trữ vật của mình. Đan dược chẳng còn bao nhiêu nữa, pháp khí cũng dùng hết một nửa rồi. Vương Bảo Nhạc liếm môi, sau khi tìm một cái hốc để nấp vào thì lấy hạt châu mà hắn đã cướp được từ trên người của gã áo đen ban nãy để khởi động che khuất thân thể. Bấy giờ hắn mới thở phào nhẹ nhõm lấy cái pháp khí dạng khay tròn kia ra, dần nheo mắt lại. Phải cải biến được nó cho bằng được, vừa khởi động được, vừa có thể tạo ra những hiệu quả khác, để ta có thể xác định được vị trí của bọn chúng. Có lẽ kẻ khác sẽ không làm được điểm này. Nhưng Vương Bảo Nhạc thân là đại học thủ của hệ pháp binh, nên dù là linh thạch, hồi văn hay linh bôi đều đứng đầu một hệ. Nhất là hắn lại có cả công thức thôi diễn hồi văn. Sau khi hắn quan sát cái pháp khí này xong thì vẫn có phần nắm chắc. Tổng cộng có 8 pháp khí tìm kiếm, dù thất bại vài lần cũng không sao. Chỉ cần thành công một lần là được rồi. Nghĩ tới đây, Vương Bảo Nhạc biết rõ thời gian quý giá cho nên lập tức cúi đầu xuống thử cải tạo. Lúc này số lượng của đám áo đen trong rừng mưa Trì Vân gần như đã giảm đi hết 3 phần. Những kẻ còn sót lại đều cảnh giác hơn hẳn. Thực ra lần này đuổi giết Vương Bảo Nhạc rất khó khăn và nguy hiểm, khiến cho cả những kẻ thường xuyên liếm máu trên mũi đao này cũng phải rúng động. Nhất là lão già trong số chúng, lúc này lão đứng ở nơi mà Vương Bảo Nhạc đã chiến đấu với 7 tên khác, nhìn thi thể của đám thủ hạ được kéo ra từ trong bùn lầy. Lão thân là thủ lĩnh, dẫn theo biết bao nhiêu người như thế để giết một tên học sinh mà lại hao tổn bấy nhiêu người. Đây đúng là một cái bạt tai cực vang dành cho lão, khiến cho sắc mặt của lão cực kỳ khó coi. Sát khí trong mắt lại càng nồng đậm hơn. Chết tiệt, kẻ ủy thác nói tên Vương Bảo Nhạc này chỉ là phong thân đại viên mãn, nhưng phong thân cảnh mà có thể giết được hơn 10 người của ta sao? Đừng nói là phong thân, cho dù là bổ mạch cũng khó mà làm được như thế. Nếu như lúc đầu bọn chúng chỉ giết người do nhận được ủy thác thì bây giờ cho dù không có ủy thác đó đi chăng nữa, bọn họ nhất định cũng sẽ giết chết Vương Bảo Nhạc. Còn nữa, sao tên này lại có nhiều pháp khí như thế chứ? Lão già nọ nghiến răng, nhìn thấy đám thủ hạ xung quanh lúc này đều có vẻ hoảng sợ thì trong mắt lão càng lạnh hơn, cũng hạ quyết tâm. Tiếp tục tìm kiếm đi, cẩn thận một chút, tên nhãi con đó không phải loại đơn giản. Một khi các ngươi phát hiện ra hắn thì phải lập tức bắn tín hiệu ra, ta sẽ tự mình tới bẻ gãy cổ của nó. Đám áo đen còn lại nghe xong lập tức gật đầu, mặt mày hầm hầm, sau đó tản ra tiếp tục tìm kiếm, tựa như tạo thành một cái lưới lớn, sau đó liên tục thu hẹp phạm vi. Trong phạm vi tìm kiếm của cái lưới lớn này, Vương Bảo Nhạc đang ẩn thân trong hốc cây kia không thèm nhìn năm cái vòng pháp khí cải tạo thất bại nằm bên cạnh hắn. Lúc này hắn đang nhìn chằm chằm cái pháp khí tìm kiếm duy nhất được cải tạo thành công trong tay, hai mắt sáng rỡ. Lúc này trên pháp khí có gần 20 đốm sáng đang nhanh chóng di chuyển khắp nơi, gần hắn nhất cũng có tận 3 đốm, lại ở cách nhau không xa. Vương Bảo Nhạc trầm ngâm một lúc rồi lại quan sát tiếp, nhận ra đám người này đang bao vây và phong tỏa, hắn hiểu được không bao lâu nữa mình sẽ bị tìm thấy, không thể ra tay được nữa. Phái kéo khoảng cách, tách bọn họ ra thì mới phản kích tiếp được. Vương Bảo Nhạc hít sâu một hơi, lặng lẽ chui ra khỏi hốc cây, vừa quan sát pháp khí vừa nhanh chóng đổi hướng, lúc thì chạy thật nhanh, khi thì chợt dừng lại để tránh thoát từng tên, vẫn luôn giữ vững khoảng cách an toàn với bọn chúng. Nhanh chóng đi vào sâu bên trong rừng mưa Trì Vân. Nếu như không có gì ngoài ý muốn xảy ra thì Vương Bảo Nhạc vẫn còn một chút khả năng thoát khỏi vòng vây. Chỉ là trong nháy mắt khoa học sắp sửa thoát khỏi vòng vây thì hắn đột nhiên biến sắc, thân thể lập tức khựng lại, hô hấp cũng ngưng bặt. Hắn cảm giác được có một cỗ khí tức hung tàn kinh người đang tập trung vào mình. Vương Bảo Nhạc chậm rãi quay đầu lại, mặt mày tái mét ướt đẫm mồ hôi. Hắn thấy được trên gốc cây ở phía bên phải có 7 con rắn, mỗi con đều to cỡ bắp tay, toàn thân đỏ rực, duy chỉ có cái đầu là trắng hếu, thậm chí nhìn kỹ thì tựa như đầu của trẻ con, trong mắt lộ ra vẻ cuồng bạo khiến cho trong lòng mọi người run rẩy. Hồng cốt bạch anh xà. Trong lòng Vương Bảo Nhạc thầm kêu to. Mặc dù ở trong mộng cảnh lúc khảo hạch hắn từng ra tay chẳng chút sợ hãi, nhưng dù sao thì lúc đó chỉ có một con thôi, nhưng nay lại có đến 7 con. Vương Bảo Nhạc lập tức kêu khổ, cẩn thận điều chỉnh hô hấp. Hắn từ từ lùi lại, thật sự nếu không phải vạn bất đắc dĩ thì hắn không muốn chém giết cùng 7 con rắn này. Đừng có kêu, làm ơn đừng có kêu, ta không giết các ngươi. Nhưng trong nháy mắt khi hắn lùi về sau một bước thì lại phát hiện vẻ cuồng bạo trong mắt của 7 con rắn này còn dữ dội hơn, nhất là có một con đã há to miệng ra. Hắn cắn răng một cái, đột nhiên bộc phát tốc độ nhưng không phải bỏ chạy mà là lao thẳng tới chỗ của 7 con rắn. Tay phải giơ lên, có pháp khí ấn nhỏ và cả đan dược xua rắn và hơn 10 thanh phi kiếm lao ra với tốc độ kinh người. Nháy mắt đã giết chết 6 con ngay tại chỗ. Tất cả diễn ra quá nhanh. Vương Bảo Nhạc lại liều mạng tung chiêu, nhưng vẫn không kịp. Một con may mắn tránh thoát cuối cùng lại phát ra một tiếng kêu tựa như trẻ con vang vọng khắp khu rừng mưa Trì Vân yên tĩnh này. Tiếng kêu này quá lớn, nháy mắt lan ra cực xa, mặt mày Vương Bảo Nhạc tái đi. Lúc trước không phải hắn sợ 7 con rắn này, thứ hắn sợ chính là tiếng kêu của chúng nó. Dù sao thì lúc ở trong khảo hạch thì Vương Bảo Nhạc đã biết tiếng kêu của chúng nó cực lớn rồi. Chết tiệt! Vương Bảo Nhạc nhanh chóng thu hồi pháp khí và xác rắn, không kịp đi giết chết con cuối cùng vừa kêu lên nữa. Hắn lập tức phóng người bỏ chạy. Cùng lúc đó, đám áo đen ở xung quanh đều nghe thấy tiếng kêu của Bạch Anh Xà. Cả đám đột nhiên ngẩng đầu dậy. Không đợi bọn chúng bước lên thì lão già thủ lĩnh của đám áo đen đã cười lạnh, trong mắt mang theo vẻ quyết đoán. Đột nhiên giơ tay phải lên. Mặc dù nơi này đã bị chặn truyền âm, nhưng đó là nhằm vào bên ngoài chứ trong nội bộ bọn họ vẫn có thể truyền âm được. Khí cầu, mau bắn nổ chỗ đó cho ta. Lão già cười lạnh mở miệng, lúc trước lão ta không làm thế là sợ động tĩnh quá lớn sẽ khiến lũ hung thú trong rừng mưa Trì Vân kéo đến. Nhưng nay bọn họ đã bị kéo dài quá lâu. Vương Bảo Nhạc lại rất khó đối phó, cho nên lão cũng bất chấp. Gần như trong nháy mắt khi lão mở miệng thì 5 chiếc khí cầu lơ lửng trên không trung ở phía xa đột nhiên xé gió bay tới. Sau khi tới gần thì lập tức có từng chùm tia sáng bắn ra, mang theo cỗ sóng nhiệt rất đỗi kinh người bắn trúng phạm vi khu vực mà con Bạch Anh Xà kia kêu lên. Tiếng nổ tung kinh thiên động địa lập tức trỗi dậy liên hồi, đại địa rung chuyển, cỏ cây nổ tan nát, đất bùn văng tung tóe khắp nơi, toàn bộ khu vực đó gần như đã bị xới nát trong lượt tấn công này. Thân ảnh của Vương Bảo Nhạc cũng bị ép phải lộ diện. Hắn hộc máu, thân thể loạng choạng, vừa xuất hiện thì lão già kia đã ngửa mặt lên trời cười lớn. Thân thể bộc phát ra tốc độ cực hạn, toàn thân tựa như hóa thành một vệt trắng, lao thẳng tới chỗ Vương Bảo Nhạc. Tốc độ của lão quá nhanh, một thân khí thể bổ mạch đại viên mãn đột nhiên bộc phát. Thậm chí ở trình độ nào đó thì một thân khí huyết của lão già này đã luyện tới đỉnh phong. Nhất là dường như trong cơ thể của lão ta trước kia từng có kỳ ngộ, cho nên lại ẩn ẩn phát ra một cỗ khí tức chân tức. Nhưng có thể xác định đây không phải chân tức thật sự, nhưng khí tức này khiến cho chiến lực của lão vượt xa những bổ mạch đỉnh phong khác nhiều. Vương Bảo Nhạc liên tục bị thương, lại bị những tia sáng kia ảnh hưởng tới. Lúc này hắn thở hổn hển, trơ mắt nhìn lão già chân tức đó tới gần mình. Trong nháy mắt này lão già lại giơ tay phải lên, tựa như hút hết không khí xung quanh đi. Tay phải trở nên đỏ bừng mang theo uy áp kinh người. Cách không tung một chưởng bay về phía Vương Bảo Nhạc. Nơi nó đi qua thì nhiệt độ sẽ trở nên cực nóng. Chết đi! Nguy cơ sống chết trước mắt. Vương Bảo Nhạc biết rõ không thể trốn thoát được cho nên vội quay đầu lại. Trong mắt lộ ra vẻ điên cuồng. Tay phải giơ lên về phía trước. Sau đó tất cả những pháp khí ấn nhỏ trong vòng tay chữ vật của hắn đều bay ra hết. Toàn bộ đều bị Vương Bảo Nhạc khởi động. Cả đám tản ra phong mang pháp khí. Lại có linh khí vần quanh, bay thẳng tới chỗ lão già kia. Nếu như đổi lại là người khác, đối mặt với mớ pháp khí này thì nhất định sẽ lùi lại chứ không dám chơi liều mà đỡ lấy. Nhưng lão già này lộ ra vẻ xem thường, thân thể không hề dừng lại. Chỉ có bàn tay đeo bao tay là bắn nhẹ một cái. Lập tức có linh khí ba động và uy áp lớn hơn cả số pháp khí ấn nhỏ của Vương Bảo Nhạc phát ra từ cái bao tay kia nữa. Vỡ cho ta! Trong nháy mắt lại có gió lốc phạm vi nhỏ phát ra từ trong cái bao tay này. Nó trực tiếp va chạm mạnh với pháp khí mà Vương Bảo Nhạc đánh ra. Trong tiếng nổ vang, những chiếc ấn nhỏ của Vương Bảo Nhạc đều phát ra tiếng răng rắc và bị vỡ vụn. Nhưng lại không hề bị hỏng hoàn toàn. Thứ bị vỡ vụn chính là lớp chất liệu nằm bên ngoài của pháp khí. Phần linh bôi bên trong không hề bị hủy. Nó vẫn cản trở và làm suy yếu chưởng lực cực nóng của lão già kia. Tiếng ầm 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 vang lên. Mặc dù một chưởng kia cuối cùng vẫn xuyên qua vô số pháp khí, nhưng nó đã bị pháp khí làm suy yếu. Lúc đánh trúng người Vương Bảo Nhạc thì chỉ còn chừng 4 phần sức mạnh. Nhờ có đạo bào và vòng tay chữ vật của Vương Bảo Nhạc bảo hộ nên hắn chỉ phun ra một búng máu, mượn lực lao mạnh ra ngoài. Đồng thời bên dưới tay áo đã im lặng cầm một thanh kiếm nhỏ màu tím. Thanh kiếm nhỏ màu tím này chính là đòn sát thủ của hắn. Vương Bảo Nhạc biết rõ không thể dễ dàng để lộ ra được, bằng không sẽ bị đề phòng. Hắn nhất định phải dùng nó trong một kích tất sát mới được. Chết tiệt! Ngay cả lão già này cũng phải lắp bắp kinh hãi, sắc mặt vô cùng khó coi. Lão thật sự không ngờ linh bôi trong pháp khí của Vương Bảo Nhạc lại có đẳng cấp cao như thế. Lúc này đám áo đen ở xung quanh cũng chạy đến. Thấy Vương Bảo Nhạc bị một chưởng của thủ lĩnh đánh hộc máu thì cả đám đều lộ ra vẻ khát máu, đang định đuổi lên. Nhưng đúng lúc này lại có biến cố xuất hiện. Một tiếng o như muỗi vỗ cánh đột nhiên vang vọng khắp rừng mưa Trì Vân. Tiếng động này mang theo sóng âm lại khiến cho tất cả mọi người nghe thấy đều chấn động tâm thần dữ dội. Dù là mãnh thú trong rừng mưa Trì Vân lúc này cũng phải run rẩy dữ dội tựa như nỗi sợ hãi bản năng. Vương Bảo Nhạc cũng giật mình, trong nháy mắt lúc lão già và ca đám áo đen xung quanh hắn biến sắc thì đột nhiên có một con muỗi khổng lồ vô cùng đáng sợ bay ra từ bên trong khu rừng. Nó to ít nhất cũng phải hơn 10 trượng, trông như một ngọn núi nhỏ vậy. Khí tức khủng bố không sao tả xiết đột nhiên bộc phát dữ dội từ trên người của con muỗi này. Con muỗi này thật sự quá lớn, có thể thấy rõ vô số cái lông dựng đứng sắc lẻm của nó, cánh vỗ tạo ra gió lốc cực mạnh khiến cây cối xung quanh lay mạnh. Vương Bảo Nhạc và những kẻ áo đen kia đều có cảm giác như gió mạnh ập vào mặt. Nhất là cái vòi của con muỗi này càng khiến cho người ta nhìn mà giật mình hơn. Nó vô cùng sắc bén, tựa như có thể dễ dàng đâm xuyên qua cả sắt đá. Lúc này nó bay tới khiến cho Vương Bảo Nhạc mở to hai mắt, đầu óc nổ vang, vô cùng kinh hãi. Đám áo đen lẫn lão già kia cũng hệt như thế. Cả đám đều nhịn không được mà run rẩy như thể kiến gặp phải voi vậy. Cảm giác vi diệu khó mà hình dung này khiến cho tất cả như muốn phát điên vậy. Thậm chí lúc này bọn chúng cũng không dám tiếp tục đuổi theo Vương Bảo Nhạc nữa. Tất cả đứng đực ra đó không dám nhúc nhích. Thật ra khí tức phát ra từ trên người của con muỗi này đáng sợ tới mức khó mà tả nổi. Thậm chí ngay cả Vương Bảo Nhạc cũng có một loại ảo giác dường như chỉ cần con muỗi này muốn thì chỉ cần phát ra khí tức thôi cũng đủ để trực tiếp giết chết tất cả những người ở đây. Trong lúc mọi người đang rung động thì con muỗi này chậm rãi bay tới trên đầu bọn họ. Nó cúi đầu xuống nhìn. Trong mắt lại lộ ra vẻ khó chịu rất nhân tính hóa. Giống như cảm thấy mớ khí cầu kia ồn ào quá. Cánh vỗ nhẹ một cái. 5 chiếc khí cầu lập tức nổ tung giống như bị gió lốc đánh trúng. Nháy mắt đã bị bắn văng ra xa thật xa như người ta ném một món đồ chơi cũ. Vừa nổ mạnh vừa bị hất bay đi xa. Chỉ có duy nhất một chiếc trong số đó phản ứng nhanh. Vội vàng bỏ chạy nên mới thoát được. Cảnh tượng này làm cho mọi người càng khó thở hơn. Ai nấy đều run lẩy bẩy. Con muỗi này cũng không bay đuổi theo mà chọn bay lên đậu trên một gốc đại thụ. Đảo mắt nhìn qua mọi người. Phàm là những ai bị nó nhìn qua đều thấy khó thở. Ngay cả Vương Bảo Nhạc cũng thấy sởn da gà. Cũng may là con muỗi này chỉ nhìn qua một lượt rồi thôi. Cuối cùng lại nhìn chăm chăm vào lão già nọ. Điều này khiến cho lão sợ run người. Trên mặt lộ rõ vẻ căng thẳng và lo sợ. Lão không biết vì sao con muỗi này lại nhìn chăm chăm mình như thế. Trong lòng sợ hãi thầm hét. Đây là loại hung thú gì đây? Chết tiệt! Trong số thập đại hung thú do liên bang liệt kê ra không có muỗi mà. Mọi người không dám động đậy. Thậm chí còn không dám thở mạnh. Nhưng sau nửa ngày bọn họ thấy con muỗi vẫn không bay đi thì càng thêm hoảng sợ. Vương Bảo Nhạc nuốt một ngụm nước bọt. Sau khi để ý thấy dường như con muỗi này khá là hứng thú với lão già kia xong thì trong lòng hắn thầm cảm thấy may mắn. Thầm nghĩ tốt nhất là con muỗi này tiêu diệt lão già kia luôn cho rồi. Lúc này hắn lại cẩn thận dịch một bước nhỏ về phía sau. Trong lúc di chuyển, ánh mắt của hắn vẫn gắn chặt vào con muỗi này. Nếu như nó phản ứng lại thì hắn sẽ lập tức dừng bước. Nhưng mãi đến khi hắn đã lùi lại vài ba bước rồi mà con muỗi này cứ như thể không nhìn thấy gì vậy, chẳng thèm ngó đến hắn một cái. Điều này khiến cho Vương Bảo Nhạc mừng rơn. Hô hấp có phần gấp hơn, hắn nhanh chóng dịch chân. Đám người áo đen xung quanh thấy Vương Bảo Nhạc làm thế thì cũng chần chừ một lúc. Sau đó cũng căng thẳng nhẹ nhàng di chuyển tới gần Vương Bảo Nhạc. Sau đó bọn chúng mừng rỡ phát hiện quả thật con muỗi này không thèm để ý tới bọn họ. Nhưng dù là thế thì mọi người cũng không dám chạy nhanh, chỉ có thể lui từng bước nhỏ mà thôi. Vậy nên nhìn từ xa thì tất cả mọi thứ ở nơi này giống như đang bị quay chậm lại vậy. Vương Bảo Nhạc và đám áo đen kia đều di chuyển thật chậm, cố gắng rời khỏi nơi này. Trông thấy tất cả mọi người di chuyển đi, lão già kia cũng thấy nôn nóng bèn nhích nhẹ một cái định bước thử. Nào ngờ trong nháy mắt khi lão cử động thì trong mắt của con muỗi kia lập tức phát ra một luồng hàn ý sắc bén tựa như đang cảnh cáo. Ánh mắt cảnh cáo này lập tức khiến cho lão già suýt khóc rống lên, trong lòng thầm mắng. Tại sao lũ kia có thể đi mà ta lại không được chứ? Ta cũng có đắc tội với con muỗi này bao giờ đâu. Cảnh này bị Vương Bảo Nhạc và đám áo đen còn lại nhìn thấy, cả đám đều lộ ra vẻ mặt kỳ quái, tim của Vương Bảo Nhạc thì đập rộn lên, vô cùng cảm kích con muỗi này. Đây đúng là một con muỗi tốt. Vương Bảo Nhạc vừa khen ngợi vừa bước nhanh hơn, động tác ngày càng nhanh, cuối cùng sau khi đi xa con muỗi chừng 100 trượng thì hắn xoay người nhanh chóng bỏ chạy. Cùng lúc đó đám áo đen còn lại cũng rời đi tới một khoảng cách nhất định. Thấy Vương Bảo Nhạc bỏ chạy thì bọn chúng đưa mặt nhìn nhau một cái. Dù thủ lĩnh đang bị giam chân, nhưng nhiệm vụ của bọn chúng vẫn chưa hoàn thành. Vậy nên dưới sự dẫn dắt của hai gã áo đen bổ mạch cảnh đỉnh phong, cả đám lập tức đuổi theo Vương Bảo Nhạc. Nơi này nhanh chóng trở nên an tĩnh lại, chỉ còn lão già nọ là run rẩy đứng im tại chỗ, trong lòng thét gào liên hồi. Thế nhưng con muỗi kia vẫn nhìn lão chằm chằm, ánh mắt ấy thật sự khiến cho lão cảm thấy tuyệt vọng. Sau khi rời xa chỗ ấy, mặc dù uy áp đến từ con muỗi này đã biến mất, nhưng đối với Vương Bảo Nhạc mà nói thì nguy cơ của hắn vẫn còn đó. Lúc này Vương Bảo Nhạc vừa chạy nhanh vừa nghĩ cách. Trải qua hàng loạt sự kiện này xong thì chính hắn cũng không phát hiện ra dường như mình ngày càng quyết đoán hơn trong việc xử lý tình huống, ra tay cũng mạnh mẽ và vô tình hơn nhiều. Phải thay đổi kế hoạch một chút, 5 chiếc khí cầu nay chỉ còn có 1 chiếc, mình phải tính toán kéo dài khoảng cách. Nếu không thể nhanh chóng xử gọn đám ở sau lưng, một khi bị lão già kia đuổi theo thì gây to. Mặc dù bản thân lão già kia cũng có phiền toái, nhưng cũng không thể dồn hết hy vọng vào con muỗi kia được. Mặc dù không rõ vì sao nó chỉ nhìn chằm chằm lão già đó, nhưng dù sao thì nó vẫn luôn bất động không ra tay mà. Vương Bảo Nhạc trầm ngâm một lúc, trong mắt nhanh chóng lộ ra vẻ kiên định. Cách duy nhất hiện nay chính là giết chết hết cả đám áo đen đó, thế thì mới có thể hóa giải được nguy cơ lần này. Nghĩ tới đây, Vương Bảo Nhạc cúi đầu nhìn thanh phi kiếm màu tím ở trong tay, trong mắt lóe lên tia sáng lạnh lẽo. Thân thể thoát cái dừng lại rồi vòng ngược về phía lũ áo đen đang đuổi theo mình, sát khí đằng đằng. Lúc này tuy rằng đám áo đen kia vẫn tản ra một khoảng để đuổi theo, nhưng khoảng cách không xa, có thể tiếp viện cho nhau. Kẻ dẫn đầu chính là 2 tên cường giả bổ mạch đỉnh phong. Tốc độ của 2 tên đó là nhanh nhất. Lúc này đang hộc tốc lao đến. Đột nhiên phía xa lại truyền tới tiếng vang mạnh. Bất chợt có một thân ảnh béo tròn mặc đạo bào học thủ lóe lên, chui vào trong bụi cỏ nhanh chóng chạy trốn. Ở chỗ đó, 2 gã bổ mạch cảnh đỉnh phong lập tức đanh mặt lại tăng tốc chạy đuổi theo. 7-8 gã đằng sau bọn chúng cũng hùng hổ lao tới. Trong lúc phần lớn những kẻ khác đang dốc sức đuổi theo thì ở cách đó không xa cũng có 2 gã áo đen đang tăng tốc định chạy qua. Nhưng trong nháy mắt này bụi cỏ bên cạnh bọn chúng lại trở nên vặn vẹo. Thân ảnh của Vương Bảo Nhạc phút chốc lao ra với tốc độ cực nhanh. Trong nháy mắt khi 2 gã áo đen kia biến sắc thì trực tiếp áp sát. Không chờ bọn chúng kịp mở miệng la lên thì Vương Bảo Nhạc đã phất tay. Một tia sáng tím lóe lên. Tốc độ của thanh tiểu kiếm màu tím này vượt xa những thanh phi kiếm bình thường khác, nháy mắt đã trực tiếp cắm thẳng vào mi tâm của một kẻ. Còn chính bản thân hắn lại dùng tốc độ nhanh nhất nhào vào trong ngực của một tên, thuận thế lên gối một cú ngay hạ bộ của hắn ta. Mặc kệ tên áo đen kia phản kích, tay phải bịp kín miệng của hắn lại kéo người hắn ta rộng mạnh vào gốc đại thụ bên cạnh. Ầm một tiếng, gã áo đen nọ trợn to 2 mắt, dãy đành đạch tắt thở, còn áo đen khác thì cũng ngã phịch xuống, thanh tiểu kiếm màu tím cắm hơn phân nửa vào giữa mi tâm của hắn ta. Tất cả mọi chuyện kể thì có vẻ lâu, nhưng thực tế đều xảy ra chỉ trong nháy mắt. Vương Bảo Nhạc thở hồng hộc, dù có đan dược bổ sung nhưng tinh lực của hắn cũng đã sắp đến cực hạn. Dù sao thì mỗi lần ra tay đều liên quan đến sống chết, phải tốc chiến tốc thẳng, đối với hắn mà nói thì áp lực quá lớn, tiêu hao cũng quá nhiều. Lúc này Vương Bảo Nhạc không kịp suy tư gì nhiều, vội vàng rút thanh kiếm lại, sau đó móc thêm một con khôi lỗi ra từ trong vòng tay chữ vật. Sau khi hạ chỉ lệnh thì một trước một sau chạy thoát. Phía trước mặt hắn vẫn còn 4 gã áo đen đang tìm quanh. Hơn 10 giây sau, 2 gã cường giả bổ mạch đỉnh phong rốt cuộc đuổi theo thân ảnh mặc đạo bào học thủ, nhưng lại phát hiện đây chính là khôi lỗi. Sở dĩ nó tròn vo như thế là vì bên trong được nhét khá nhiều quần áo cho căng lên. Hai gã thấy thế thì lập tức biến sắc. Cũng đúng lúc này, bọn họ nghe thấy một tiếng hét thê lương vang lên từ phía sau. Cả đám đen mặt hầm hầm chạy qua thì chỉ thấy 4 cái xác và một con khôi lỗi đã bị hỏng. Mọi người cẩn thận, Vương Bảo Nhạc đang ở quanh chúng ta, hắn có pháp khí khôi lỗi, mọi người nhất định phải cẩn thận. Sắc mặt của cả hai vô cùng khó coi, lập tức mở miệng hét to. Trong nháy mắt khi bọn chúng quát lên thì lại có tiếng hét thảm vang lên. Hắn ở đây, hắn mặc quần áo của chúng ta. Sau khi tiếng hét ngừng lại thì khu rừng lại rơi vào tĩnh lặng, nhưng đám áo đen trong rừng lúc này đều vô cùng hoảng sợ. Hô hấp dồn dập, cảnh giác nhìn quanh, sau đó nhanh chóng nhích tới gần nhau. Khi bọn chúng đang cảnh giác thì Vương Bảo Nhạc đang gục ở trong một lùm cây ở cách đó không xa, ngực của hắn có một vết thương sâu tới xương, sau lưng cũng có 2 đạo, máu tươi ướt đẫm quần áo. Lúc này hắn đau tới mức đổ mồ hôi hột, nhưng vẫn cắn răng cố nhịn, miệng ngậm mấy viên đan dược cuối cùng, nhìn chằm chằm đám áo đen đang nhích tới gần nhau. Ta đã giết 9 người, vẫn còn 7 người nữa. Bọn chúng sẽ không tản ra nữa, mình phải nghĩ cách mới được. Vương Bảo Nhạc chậm rãi lùi lại phía sau, đầu óc nhanh chóng vận chuyển. Nhưng đúng lúc này phía xa đột nhiên lại có tiếng muỗi vo ve nhanh chóng đến gần, sau đó có một con muỗi khổng lồ nhanh chóng bay xẹt qua trên trời. Màn này khiến cho đám áo đen còn lại đều giật mình ngẩng đầu nhìn lên, còn đồng tử của Vương Bảo Nhạc cũng co rụt lại. Con muỗi kia bay đi rồi sao? Không biết lão già kia còn sống không nữa, mình phải nghĩ cách khác thôi, không thể đánh cược được, phải nhân cơ hội này liều mạng mà thôi.